Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái mẫu máy phát điện xách tay rất là nhẹ nhàng của Cinewa. Đây là chiếc máy phát điện xách tay IEG 1600M. Chiếc này thì nó cùng phân khúc với cả chiếc máy Honda 16i và Yamaha 16i. Chiếc này là của hãng Cinewa. Đây là dòng máy inverter nhé. Đây là dòng máy inverter xách tay cách âm chống ồn. Dòng máy này thì nó khác với những cái dòng máy khác trên thị trường, là dòng máy xách tay này nó chạy công nghệ inverter, tức là nó sử dụng mạch điện tử chứ không phải sử dụng AVR hay là tụ như những dòng máy khác. Nó sẽ có ưu điểm là trọng lượng nhẹ này, kích thước nhỏ gọn này, tiện dụng này, và cái dòng điện của nó cực kỳ chuẩn. Nhưng mà nó sẽ có một cái nhược điểm chết người, đó chính là khi mà các bạn bị cháy mạch ấy thì gần như các bạn sẽ phải bỏ luôn, bởi vì cái tiền mạch nó sẽ đắt ngang với tiền máy. Bản chất những cái chiếc máy Cinewa IEG 1600 này, giá các bạn mua mới tại thị trường Nhật nó cực kỳ đắt, đâu đó nó phải rơi vào tầm hơn 20 triệu cho một chiếc máy như thế này. Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể lên mạng, các bạn search ngay những cái thông tin về cái máy Cinewa này. Bản chất Cinewa thì nó không có bán mới tại thị trường Việt Nam, nhưng các cái đối thủ của nó như là Honda 16i hoặc Honda 20i ấy, các bạn xem, các bạn check thì giá của nó sẽ đắt tầm như vậy. Và những cái hãng này thì giá của nó sẵn sàng lẫn nhau, do đó thì những cái chiếc này các bạn check giá nó sẽ rơi vào tầm đâu đó trên 20 triệu. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết để các bạn có thể thấy được kết cấu, cơ cấu của chiếc máy này như nào. Thứ nhất là cái đặc điểm của cái máy này thì nó không thể nào mà chuyển điện được. Chiếc này là hàng Nhật nội địa, do đó cái điện của nó là điện 100V. Các bạn muốn sử dụng tương thích với cả điện lưới 220V tại Việt Nam thì các bạn phải sử dụng qua một cái đổi nguồn để cho cường độ dòng điện lên 220, chứ không thể nào mà đổi điện như những cái dòng máy chạy AVR hay là tụ thông thường khác. Đấy, các bạn có thể thấy được cái dòng chữ Cinewa tem ở trên máy. Chiếc này thì nó có chế độ Eco, tức là tiết kiệm nhiên liệu. Khi các bạn chuyển sang chế độ Eco thì rất là tiết kiệm, nhẹ nhàng lắm. Nó không như những cái máy khác, tức là các bạn có thể chạy khi mà các bạn chạy nửa tải thôi, tức là mấy trăm watt thôi, thì các bạn có thể sử dụng chế độ tiết kiệm nhiên liệu, gọi là chế độ Eco ấy, thì nó sẽ rất là êm, nó chỉ chạy nửa tải thôi, bản chất là như thế. Còn khi mà các bạn muốn chạy mắc tải thì các bạn tắt cái chế độ đó đi. Đây, các bạn có thể thấy được nó còn có một cái rất là hay, là chiếc này chạy được ở tần số 50 và 60Hz. 50 và 60Hz đây thì các bạn có thể dùng một cái nút chuyển này. Khi nào các bạn chạy các thiết bị cơ thì các bạn sẽ sử dụng tần số 60Hz để cho ga nó to lên. Bản chất là như thế, để cái dòng điện của nó, công suất của nó ra khỏe hơn. Đó thì là chạy 60Hz. Còn khi nào các bạn chạy tương thích với các cái thiết bị điện như kiểu là điện tử, điện lạnh ấy, thì các bạn nên sử dụng tần số 50Hz. Chiếc này thì nó rất là, các bạn có thể thấy được bản tablo của nó rất là nhiều những cái gọi là option đi. Đây, đầu đèn báo nhớt này, đèn báo vận hành bình thường này, rồi là công tắc tắt bật chế độ economy này, gọi là chế độ tiết kiệm nhiên liệu ấy. Đấy, gọi là eco. Tắt bật máy này, đóng máy, đóng xăng, mở này, le gió này. Các bạn có thể thấy được nó có hai cổng ra 16A này. Tổng hai cổng ra này là 16A các bạn nhá. Điện 100V. Đó, đây có một cái cổng ra 12V 8A để các bạn có thể chạy sạc các cái thiết bị như kiểu là ắc quy hay là những cái thiết bị chạy điện 12V. Đó, đây là cái vị trí tiếp đất để giúp các bạn khi mà máy nó có bị dò điện, dò điếc các thứ thì nó sẽ không bị giật. Chiếc này thì nó quá là đẹp rồi, tình trạng của nó thì rất là ngon. Máy này thì động cơ của nó nhá, nếu mà Honda 16i hoặc là Ironman 16i ấy, thì nó sử dụng động cơ Honda. Còn chiếc này là sử dụng động cơ Yamaha. Yamaha và Honda thì hai thằng đều gọi là 1910, không thằng nào nói về vượt trội hơn so với thằng nào. Nhưng mà chẳng qua là cái thương hiệu của nó tại cái đất nước mà nó bán á. Ví dụ như Honda tại Việt Nam mình thì tất nhiên rồi, nghe cái thương hiệu nó cảm giác nó thân thuộc hơn đối với người tiêu dùng. Nó gọi là nó gọi là ăn vào thâm căn cố đế rồi của người Việt Nam mình rồi. Khi mà nhắc đến máy phát điện nhắc đến Honda, Cinewa này cũng vậy. Dòng này chạy cực kỳ hay luôn, IEG 1600. Trọng lượng con này nó chỉ rơi vào tầm 18 cân thôi, tức là các bạn xách tay ra đi du lịch được luôn. Đó, điện inverter, bảng mạch điện tử. Đấy, chúng tôi đã nói rồi, ưu điểm nhẹ, dòng điện cực kỳ ổn định. Đấy, không bị nhấp nháy điện như những dòng máy khác.
Và cái nhược điểm của nó là khi cháy thì gần như phải bỏ máy luôn. Và cái nhược điểm nữa là các bạn phải sử dụng qua cái đổi nguồn. Còn nếu các bạn không muốn sử dụng qua đổi nguồn thì các bạn phải mua những cái dòng máy Nhật xuất ra thị trường nước ngoài. Ví dụ như kiểu Elemax SHX1000, Elemax SHX2000 hoặc là Honda 10i, Honda 20i. Thì đó là những cái mã mà nó xuất ra thị trường nước ngoài điện Zin 22. Đó là những cái mà chúng tôi giới thiệu với các bạn và nói rất là kỹ ưu điểm, nhược điểm để các bạn có thể tham khảo và tìm mua một chiếc máy phát điện nó hoàn toàn nó phù hợp với cả gia đình. Đây là cho các hộ gia đình nhỏ, các bác nào thích êm ái, nhẹ nhàng rồi đi du lịch được thì các bạn có thể chọn chiếc Sinewa này. Rồi, còn nếu mà các bạn muốn nó bền bỉ, nó nồi đồng cối đá, nó dễ thay thế sửa chữa, rồi là nó tiết kiệm, rồi là giá nó hợp lý thì các bạn có, hoặc là điện Zin luôn 22 không phải dùng qua đổi nguồn, thì các bạn nên mua những cái máy ví dụ như là Honda Elemax hoặc là Honda Kyo. Thì những dòng đấy là Nhật xuất hoặc là Thái, nên là điện Zin 22 luôn. Rồi một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích, giúp ích được cho quý vị và các bạn thì các bạn có thể like, đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh video của Điện Máy Bình Sơn ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Rồi một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.